What's up? Xin chào các anh em. Hiện tại thì bây giờ đã kết thúc các cái tháng hè rồi. Bây giờ các anh em chắc hẳn là đã đang chuẩn bị cho một cái học kỳ mới. Thì bây giờ các anh em chắc không còn cả nhà cày game nữa rồi. Thì bây giờ các cái phím cơ hiện nay thì nó không còn có giá đắt đỏ như ngày xưa nữa, mà giá nó khá là rẻ rồi, nó cũng khá là bão hòa. Thì hiện tại trên thị trường có rất là nhiều dạng phím cơ và cũng đa dạng các chủng loại khác nhau luôn. Và đặc biệt là có một số loại nó phù hợp với lại cái người tiêu dùng mà có túi tiền không được nhiều lắm và cũng có đầy đủ đáp ứng được các cái chỉ tiêu của mấy thằng chơi về chuyên về game đấy. Thì nó sẽ có một số các cái bàn phím mới ra và đáp ứng được có cả led RGB luôn, và điển hình là một trong những cái con full LAN FM680R thì con đó khá là nổi tiếng với giá thành thấp mà lại vẫn ngon. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp thêm cho các bạn một con bàn phím cơ nữa và cũng led RGB luôn, nó có bản TKL và thằng này đến từ nhà của thằng phím Dareal. Thì Dareal hay gọi là Dareal đấy, nhưng mà mình thích gọi là Dareal thôi. Ở bên nội địa của nó sẽ nó có tên là Richey. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái vỏ hộp ở đây với cái tông màu cam chủ đạo của thằng này, cái biểu tượng chữ D cắt điệu ở đây của Dareal. Ở đây mình sẽ có cái hộp khá là dày và đóng hộp rất là chắc chắn. Với phiên bản mình đang sử dụng đây là phiên bản Blue Switch. Ở đằng sau mình hộp sẽ có các cái thông số cơ bản của con bàn phím này, ví dụ như là NK Rover. Rover tức là cái thằng này không sử dụng là thằng, do là phím cơ nên nó sẽ không có sử dụng là anti-ghosting nha các bạn. Anti-ghosting là chỉ có sử dụng dành cho các bàn phím giả cơ thôi. Còn những con bàn phím cơ thì nó sẽ là NK Rover. Những cái con này là nó sẽ nhận diện tất cả các phím cùng một lúc, chứ không có dùng anti-ghosting là chỉ có 19 phím hoặc là bao nhiêu phím thôi. Cái này sẽ có đèn LED RGB và có 87 phím phiên bản TKL. À, một số cái khác nữa thì mình sẽ khui hộp mình cho các bạn xem sau. Thì ở đây nó sẽ có các thông số như độ bền lên tới 50 triệu lực nhấn này, rồi kích thước này, nhựa thì sẽ là ABS vân vân. Và bên ngoài bàn phím này chúng ta có thể bên ngoài cái vỏ hộp này chúng ta có thể nhìn thấy được cái nhìn trước thấy được cái hình dáng của cái bàn phím rồi. Và bây giờ mình sẽ mở hộp luôn. Con bàn phím này đóng hộp rất là dày và chắc chắn. Ở trong thì chúng ta sẽ thấy có một cái hộp nhựa nữa, một miếng nhựa để bao phủ rất là kỹ. Nhà sản xuất này có vẻ như là rất là chăm chút cho cái đứa con của mình. Đây, cái một miếng nhựa này, nếu mà các bạn nhà bạn nào mà nhiều bụi thì khi mà không chơi thì mình có thể dùng cái miếng này mình đậy lên bàn phím để tránh bụi bặm. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khay đựng bàn phím là cũng được bằng nhựa luôn và màu cam nhìn cách điệu. Bàn phím này nó sẽ được để ở trong một cái túi bọc ni lông nữa, rất là kỹ càng. Sau này nó khá dính chặt với lại cái rất là khít, khi mình gỡ ra thì nó hơi khó khăn một chút. Đấy. Đây là cái miếng nhựa ở trong. Ngoài ra thì ở dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái sách hướng dẫn sử dụng nữa. Nếu mà các bạn muốn biết được cái sách sử dụng nó ghi cái gì thì có thể các bạn nếu các bạn tèo biết tiếng Trung thì có thể đọc được, còn như mình thì thôi chịu. Thôi bây giờ mình sẽ bỏ cái hộp sang một bên, quan trọng là cái thằng này nó như thế nào thôi, bàn phím nó như thế nào thôi. Rồi, và đây chính là bàn phím. Con này nó sẽ được bọc thêm ở trong một cái lớp túi nhựa như thế này, có một cái đường này, băng keo ở đằng sau để mình gỡ cái lớp này ra. Đó, nhìn rất là phê. Đấy, rất là kỹ luôn. Con này chắc là một trong những cái con mình thấy bọc kỹ nhất từ trước đến giờ, ba tầng bốn lớp mới hết được. Và đây là cái con bàn phím sau khi mình đã mở hết cái hộp nó ra. Các bạn có thể thấy được một cái thiết kế rất là gọn gàng ở đây, hầu như là không có thừa ra, giống như một cái con mà mình đã từng trên tay, đó là con Zero TKL. Những cái dòng đó thì nó sẽ có cái thiết kế rất là gọn như thế này.
Mặt trên thì con bàn phím này vẫn được phủ một lớp kim loại và sẽ được làm sần bám nhãn đó, như thế này. Logo của thằng sản xuất này nó sẽ được dập nổi lên đây, nhất là nổi bật. Và khung viền của con này thì nó sẽ không có được làm diamond cut mà nó sẽ được bọc lại xung quanh viền như thế này. Còn về cái phông chữ, phông của con này sử dụng cái bản phông đơn giản, phông của các cái chữ quốc tế, cho nên là nó sẽ không có cảm giác phông như giống như phông tàu. Bạn thấy chữ O đặc trưng của cái thằng phông tàu là nó sẽ có cái chữ O đặc trưng, nhưng mà riêng con này thì nó lại giống những cái bản quốc tế khác. Nút cắt cũng có một cái phần khác biệt. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ vẫn có các cái lớp cao su chống trượt này và hai cái lẫy nâng cao phím. Lẫy này nó cũng sẽ có cái bọc cao su luôn ở chân để chống trượt luôn, rất là tốt. Ở đây chúng ta sẽ có ba cái đường đi dây, thì mình có thể đi dây qua trái hoặc là qua phải để cho gọn. Đó, cái này là để mình, cái này chắc các bạn cũng biết nhiều trên một số phím rồi. Ngoài ra thì cái điểm đáng chú ý nữa của con này đó là cái dây cáp của nó làm khá là dày, rất là dày luôn, rất là chắc chắn. Và nó sẽ được đầu dây cáp sẽ được bọc vàng nha các bạn. Nó sẽ được mạ vàng như thế này, mạ vàng thôi, và sẽ có logo của Darrell luôn ở đây, có cục chống nhiễu luôn, nó sẽ hào phóng cho mình luôn cả một cái dây quấn như thế này. Thì cái chất liệu của cái cáp của con này là chất liệu ABS, cho nên là nó sẽ bị bám mồ hôi vân tay sau một thời gian sử dụng, cho nên các bạn lưu ý thì cái điểm này thì các bạn phải thường xuyên vệ sinh, chứ không thì nó sẽ bám vân tay lắm. Đấy, mình mới gõ một tí thôi mà nó đã bám mồ hôi vân tay rất là nhiều rồi. Con này thì đang sử dụng là blue switch của thằng Darrell luôn, tức là blue này, cái switch này của thằng Darrell phát triển luôn. Các người thấy cái ký hiệu chữ D, tức là của thằng Darrell ở trên này. Và cái form này thì cái form chữ này mình thấy nó rất là dễ chịu, nhìn nó không có quá rườm rà, không có quá lố như những con bàn phím tàu. Nhưng mà chính vì cái keycap nó làm bằng chất liệu ABS cho nên là nó sẽ bị bám bụi bẩn. Cái này có lẽ là một cái điểm trừ lớn của con bàn phím này. Ngoài ra thì cái con bàn phím này, cái keycap của nó thì không được làm dày lắm, nó sẽ hơi mỏng một chút so với những con khác. Có lẽ là do nhà sản xuất đã tập trung vào những cái khác. Ví dụ như là đèn LED của con này, thì đèn LED của con này là hệ thống đèn LED RGB luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử qua một số các cái chức năng của con này. Thì con này nó sẽ có rất là nhiều phím chức năng của FN. Từ FN1 đến FNF1 cho đến FNF6 sẽ là chức năng multimedia. Và từ FNF7 cho đến FNF12 sẽ là các cái chức năng chỉnh LED. Thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Đấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tắt đèn đi và dùng cùng chỉnh các cái hệ thống LED của con này để cho các bạn cùng xem. Rồi, sau khi mình đã tắt bớt đèn LED đi thì các bạn có thể thấy một cái hệ thống LED rất là sáng của con này. Con này nó đang sử dụng LED chìm nhưng mà cái đèn LED chiếu lên thì cực kỳ sáng. Mình thấy nó phải sáng ngang ngửa với lại những cái con LED nổi như là full LED ấy. Thì cái đế của nó sẽ được làm bằng kim loại màu bạc cho nên sẽ phản sáng lên rất là nhiều. Các bạn có thể thấy ánh sáng của nó sẽ lan ra toàn bộ các cái chân phím, rất là lung linh vào trong ban đêm. Thì con này nó sẽ có rất là nhiều chế độ LED được cải thiện hơn nhiều so với thằng full LED. Ví dụ như là, tuy nhiên thì nó vẫn là LED 7 màu thôi. Mình có thể thấy chế độ mặc định của nó là sẽ là chế độ waving như thế này. Tiếp theo thì có thể ấn FNF7. Đây là cái chế độ mình sẽ cũng là waving, nhưng mà nó sẽ đổi toàn bộ màu trên bàn phím rồi tiếp theo. Đổi màu sang màu tiếp theo. Đây là chế độ xoay vòng tròn. Thì những cái chế độ mà có màu như thế này mình có thể chỉnh được thành đổi sang màu khác. Ví dụ như mình ấn FN và nút scroll lock này để mình đổi màu. Đó. Đấy, mình có thể đổi tất cả 7 màu, tương tự như những các cái chế độ khác cũng như vậy thôi. FN8 này sẽ sang chế độ sáng hết toàn màn hình và nó sẽ đổi màu dần dần.
Đây là chế độ breathing, chớp tắt. Mình cũng có thể đổi màu bằng FN và scroll lock. Ở đây mình có thể tăng giảm độ sáng được nha các bạn. Đây là chế độ sáng toàn bộ bàn phím. Đây, mình ấn nút này để mình thay đổi màu. Khi thay đổi màu thì nó cũng có hiệu ứng lan tỏa ra, nhìn rất là đẹp mắt. Mình sẽ ấn FN, mũi tên lên để tăng giảm độ sáng. Nếu mà khi nào tối đa thì cái đèn LED ở ngay chỗ biểu tượng đây nó sẽ nhấp nháy. Ấn FN xuống để mình giảm độ sáng và cũng như là tắt LED luôn cũng được. Chúng ta sẽ có FN cộng để mà tăng tốc độ, tăng tốc độ LED. Khi mà ấn FN sang FN9 thì sẽ là chế độ sáng ngẫu nhiên. Và ở đây nó sẽ sáng các cái màu có form màu tối hơn một chút, tức là hơi nổi bật. Nếu mình FN9 một lần nữa thì có form màu sáng. Sẽ cái này là LED waving nhưng mà chạy từ trên xuống dưới. Mình cũng có thể đổi chiều LED bằng phím FN nút qua phải hoặc là FN qua trái để mình thay đổi chiều LED chạy. Tăng tốc độ. FN10 là chế độ mà mình ấn phím nào nó sẽ sáng phím đó. À mình xin lỗi, là ấn phím nó sẽ tỏa ra làn sóng và nó sẽ tỏa toàn bộ bàn phím. Nếu mà các bạn muốn đổi sang một màu thì vẫn có thể ấn nút FN scroll lock như thường. Đấy. Đây là ấn phím nào sáng phím đấy. Rất là đẹp. Hơi tiếc là con này nó sẽ không có phần mềm tùy chỉnh giống như con full LED, nhưng bù lại nó sẽ có rất nhiều chế độ OLED. Đó, các bạn ấn thì nó sẽ tỏa ra hai bên. Chế độ F11 sẽ có một cái chế độ là thấy LED nó chạy từ trái qua phải rồi chạy ngược lại. Chế độ này nó đặc biệt một chút là nếu mình gõ phím nhanh thì nó sẽ chạy nhanh, mình gõ phím chậm thì nó sẽ chỉ chậm. Đó, nên mình gõ liên tục như thế này nó sẽ chạy rất là nhanh, nhưng mình thả ra cái là nó sẽ chạy chậm lại. Hay. Còn chế độ này là chế độ nó sẽ sáng và sẽ dần đổi màu. Chế độ này sẽ lan tỏa ra từ giữa ra ngoài, từ trong ra ngoài. Mình có thể ấn đổi chiều để nó lan tỏa từ cái chế độ này là mình đấy. Đây là chế độ lượn sóng mà có theo kiểu hình con giun bò đấy. Chế độ này sẽ là quay vòng tròn vào giữa. Có chế độ này cũng rất là đẹp. Chế độ này chế độ rainy, tức là giống như một cơn mưa đi ngang qua vậy. Rồi đó là toàn bộ các cái chế độ LED của con này. Con này tính ra phải có đến khoảng tầm gần tới 18 chế độ LED. Mình thấy là không, khoảng tầm 6, đúng rồi đấy, 18, gần 18 chế độ LED luôn đấy. Khá là nhiều. Ngoài ra thì con này nó có một cái chế độ nữa có thể tùy chỉnh từ FN1 cho đến FN89. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đây. Thì mình ấn FN và nút dấu ngã ở ngoài cùng này. Thì nó sẽ hiện tất cả các cái số ở đây, có nghĩa là có tới 9 phần mình có thể lưu lại được. Ví dụ mình ấn FN1 thì mình sẽ chỉnh cho nút này sáng màu gì. Đó là tùy mình. Đó, tùy chỉnh gần giống như con full LED FM680R đó. Đấy. Mình có thể chỉnh cho mấy nút này thành màu gì cũng được. Cứ mỗi lần ấn nó sẽ đổi màu. Sau đó mình ấn FN và nút ngã lần nữa để nó lưu lại. Thì khi mình chuyển sang chế độ khác, chuyển về chế độ số 1 thì nó sẽ là cái chế độ mà mình đã lưu. Đó là cái chế độ tùy chỉnh LED của con này. Về cái chế độ LED thì con này có khả năng đó là một trong những cái con mà mình thấy TKL và có nhiều chế độ LED nhất. Và cái độ sáng của nó rất là sáng, đủ để cho các bạn có thể chơi vào trong những cái thời điểm mà có điện sáng thì vẫn có thể nhìn thấy chữ rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ sang cái phần thử test tiếng gõ của con này. Rồi, vì là con này đang dùng Blue Switch của thằng Darrell luôn, thì cái Switch này mình đã gõ một thời gian rồi, có cảm giác nó có cảm giác nảy hơn là những cái con bàn phím dùng Switch Quark và có tiếng kêu to hơn, cảm giác bấm khá là đầm tay và có cái cảm giác nói chung là mình
chưa thấy có cảm giác con phím nào mà bấm sướng như con này hết đấy. Có thể là mình chưa thử bên qua cảm giác một số con phím khác, nhưng mà có lẽ đây là cái switch mình thấy bấm sướng nhất trước đến giờ. Hơn hơn chỉ có thua mỗi con đó là con Gateron thôi. Con Gateron thì gõ nhẹ mà tiếng kêu không to lắm, nhưng mà con này thì thiên về thì tiếng kêu to và gõ khá là nặng, độ nảy cao, nhưng mà nó sẽ rất là chính xác. Đây, bây giờ mình sẽ gõ một số đoạn cho các bạn nghe tiếng gõ nhé. À, bạn đợi mình tí. Các bạn có thể nghe tiếng gõ của nó nghe rất là đã tai. Nhưng mà con này có cái điểm yếu đó là cái keycap của nó sẽ hơi mỏng và nó sẽ không phải là keycap PPT, cho nên nó sẽ có bị hiện tượng bám vân tay và bám mồ hôi. Sau một thời gian sử dụng thì nó có thể bóng chữ. Tuy nhiên thì do cái form chữ của nó rất là đẹp thì các bạn, một là các bạn có thể thay keycap hoặc là các bạn có thể giữ keycap gốc như thế này, nhưng mà phải vệ sinh thường xuyên nhé. Đấy, đây là tất cả những cái gì mà mình giới thiệu về con bàn phím này. Các bạn có thể mua, mình để lại link mô tả, link ở dưới phần mô tả. Nếu các bạn có thể thấy hay thì có thể like và subscribe giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.